Hôm nay đúng là ngày 30 Tết thì Trường Giang đang có mặt tại chùa Phật giáo Đại chúng thành phố Boston để tường thuật lại buổi đêm giao thừa cùng với các Phật tử trong chùa cũng như là gia đình Phật tử của gia đình Phật tử Minh Tâm. Thì các em có muốn trở lời chúc Tết đến quý vị khán giả của Đài PTN không? Chúc mừng năm mới. Dịp Tân Xuân sắp đến, tôi xin cầu nguyện tất cả các vị lãnh đạo tinh thần trong các tôn giáo và trong cộng đồng và các đoàn thể đấu tranh cũng như đồng bào, đồng hương và anh chị em Phật tử cùng nhau đoàn kết để mà đón xuân trong năm mới. Và tôi xin cầu chúc quý ngài và quý liệt vị được thân tâm thường an lạc và sở cầu được như ý và thắng mọi chướng duyên để chúng ta bảo toàn được lãnh thổ của chúng ta, bảo vệ được nhân quyền cho đồng bào ta và xây dựng được dân chủ cho đất nước ta. Đã từ trên 20 năm trước, chúng tôi đã có dịp thưa với quý ngài và quý vị có một số các điều về lãnh thổ, vùng trời, vùng đất, vùng biển và văn hóa của giống nòi ta, cũng như sự bảo toàn của lãnh thổ ta là cái điều mà chúng ta phải nhất trí để mà đoàn kết lẫn nhau, bảo vệ nhau và giữ gìn cho đất đai của tổ tiên chúng ta, tổ quốc chúng ta được bền vững mãi mãi trên lãnh thổ của chúng ta. Vì tôi hiểu rằng tổ quốc tức là dân chúng, mà dân tộc tức là tổ quốc. Tổ quốc là lãnh thổ, tổ quốc là trừu tượng, lãnh thổ và dân tộc là cụ thể. Cho nên trong dịp năm mới của xuân Giáp Ngọ này, tôi muốn là tất cả đồng bào ta nói chung và Phật tử nói riêng phải nhất tâm phụng sự dân tộc, những điều mà chúng tôi đã được thưa với quý vị và các đạo hữu với anh chị em. Riêng về người Phật giáo phải giữ vững niềm tin và nghĩ rằng giáo hội chỉ là một tổ chức của con người. Khi con người sai thì tổ chức của tất cả các giáo hội là tổ chức của con người cũng có cái đúng và cái sai. Nhưng mà sai thì chúng ta làm lại, nhưng chúng ta luôn luôn đặt niềm tin vào giáo hội. Tất cả các giáo hội đều nói rằng con người chết không phải là hết, mà chúng ta thì sống đời này qua đời khác, tổ tiên chúng ta cũng như vậy. Cho nên chúng ta tôn trọng nhân quyền không những của người sống mà còn linh quyền cho người đã mất. Tổ tiên của chúng ta đã tin tưởng mà để cho chúng ta bảo tồn đất nước và duy trì mạng mạch của Phật giáo, của Đạo Pháp và duy trì sự tồn tại của giống nòi và của lãnh thổ. Chúng ta phải làm sao cho tròn bổn phận của chúng ta là người Việt Nam và là người Phật tử. Xin cảm ơn và chúc xuân quý vị. Xin kính chào quý liệt. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hóa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng,
ngạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ giống môi cười thẹn thùng cùng bao muôn xa. Bướm say duyên lành thắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi là. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chán chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, tiếp hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chán chứa, khát khao xuân tươi. Chúng tôi là ban tổ chức của hội người già Kid Class nằm ở trong thành phố Dorchester. Hôm nay là ngày tất niên, mình họp mặt tất cả các người lớn tuổi cao niên ở trong thành phố đến đây để tham dự cái ngày vui cuối năm và năm mới. Tết đến thì năm cũ đã bước qua. Mặc dù hôm nay thời tiết bên ngoài rất là lạnh lẽo, ở ngoài trời âm dưới 8 độ, mà ở trong cái hội trường của câu lạc bộ người già Kid Class này nó rất là ấm áp. Nó ấm áp ở đây là cái tình người, và chính phủ cũng như nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ những người già cao niên sống trong cái bầu không khí rất là tự do dân chủ. Trong khi đó chúng tôi chảnh tưởng đến quê nhà những người lớn tuổi và những người già ở quê hương Việt Nam chúng ta. Họ không có được tự do, họ không có được một đời sống sung túc, và càng đặc biệt hơn nữa là năm hết Tết đến, họ sẽ sống ở trong âm thầm đau khổ tuyệt vọng vì quê hương Việt Nam ngày nay ngày càng bi đát dưới sự cai trị của bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Họ không bao giờ nghĩ tới tình tự quê hương dân tộc, và họ cũng không bao giờ nghĩ đến đất nước. Họ đã quỳ gối khom lưng và dâng đất nước cho Tàu Cộng. Đó là một sự sỉ nhục muôn đời mà người Việt Nam ở hải ngoại chúng tôi hết sức là bất mãn, và ước mong sau một ngày đẹp trời nào đó, quê hương Việt Nam thân yêu sẽ có dân chủ, hòa bình thật sự, và chúng tôi, những người lớn tuổi, sẽ trở về quê hương và sẽ chết ở quê hương thân yêu của mình. Thật ra thì nói là nói như vậy, nhưng không biết đến chừng nào chúng tôi mới nhìn thấy được quê hương tươi sáng. Và chúng tôi là Diệp Tùng ở trong ban tổ chức của ngày vui tất niên tại câu lạc bộ người già Kid Class này, xin gửi lời chúc mừng đến với tất cả đồng bào ở trong nước cũng như ở hải ngoại một năm mới an khang thịnh vượng, và không quên chúc đài truyền hình SBTN vững mạnh và thăng tiến trên con đường phục vụ quần chúng. Một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị. Hôm nay là cái ngày đầu xuân của 2014, toàn thể những người dân mà Việt Nam đang sống tha hương đều hâm hức, vui vẻ chờ đón một mùa xuân mới đầy hy vọng cho quê hương và đất nước. Năm tới là năm ngọ, năm xuân nữa.
thì mã báo thành công. Thầy mong rằng tất cả quý đồng hương, quý Phật tử của mình sẽ một năm mới sẽ được nhiều điều phúc lạc, gia đình luôn được an khang hạnh phúc, tất cả mọi việc làm đều được thành công và mọi điều như ý muốn. Đó là lời thầy muốn kính gửi đến tất cả quý đồng hương, quý Phật tử. Thì đương nhiên ngày Tết thì vui rồi, bởi vì không mình có dịp phục vụ ca nhạc cho đồng hương tại cái nơi tiếp khách và mọi người cũng cho bạn được cảm nói chung là con khách. À chắc là ông vất vả lắm phải không ông? Dạ thì cũng bình thường thôi, là tại vì mình cũng có nhiều người giúp đỡ. Tôi tên là Hàn Trúc. À xin bà cho biết bà cư ngụ ở đâu? Tôi ngụ tại tiểu bang Connecticut. Dạ. Ở cái tỉnh Farmington. À, từ nhà bà đến đây là bao nhiêu xa? Còn khoảng 25 cho đến 30 phút. Dạ, thì hôm nay bà đến đây bà tham dự chợ Tết thì cái sinh hoạt Tết của cộng đồng, xin bà cho biết cảm nghĩ của bà. Tôi rất vui thích khi mà cộng đồng tổ chức những cái Tết như vậy, tại vì người Việt mình qua đây vẫn còn nhớ được phong tục của quê hương xứ sở mình, cho nên tôi rất là vui để được tham dự. Dạ, như vậy thì xin cảm ơn bà, xin dạ. Chào bà. Dạ, cảm ơn đài SPTN. Kính thưa quý vị, đây Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Kính chào Thiếu tướng, hôm nay Thiếu tướng cho biết cảm tưởng cái ngày hôm nay Thiếu tướng đến đây như thế nào. Happy New Year của Connecticut đây. Cảm tưởng thì rất vui. Thấy rằng cứ mỗi năm vậy, truyền thống của đồng bào người Việt mình lúc nào cũng nhớ cái Tết cổ truyền. Và đây là hội vi mắt là tổ chức ở đây, nhất là để cho các cháu sanh ra bên đây cũng như cái sáu trẻ luôn luôn nó được chương trình nó biết về cái vấn đề mà phong tục các cái truyền thống cao đẹp của người Việt Nam. Bữa nay rất vui mình gặp ở đây thì mình nhớ là mình có được cũng như là mình nghĩ rằng mình đang tới công viên quê nhà. Dạ cảm ơn Thiếu tướng. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.